Khả Như tiết lộ con người thật Trấn Thành khi lấy Hari Won, nói một câu khiến ai nấy đều ngưỡng mộ. Khả Như bất ngờ nói về con người thật của Trấn Thành, bày tỏ sự ngưỡng mộ với nam MC, khiến khán giả vô cùng xôn xao. Mới đây, chương trình Tài Tám Tiếu đã lên sóng với sự tham gia của diễn viên Sam Lê Dương Bảo Lâm, Khả Như và nam ca sĩ Hoàng Dương. Tại số này, các nghệ sĩ đã cùng nhau tranh luận về chủ đề đàn ông phải có tiền trước khi có người yêu. Qua đó, nữ diễn viên Sam là người lên tiếng đầu tiên một cách đầy mạnh mẽ cho biết: "Tôi nghĩ tiền bạc tuy là không có giá trị, cối lối xây dựng nên hạnh phúc, nhưng mà chứng minh cho bản lĩnh của đàn ông có tiền cũng có chu toàn hơn một mối quan hệ. Theo đó, đàn ông phải có tiền trước khi yêu. Tôi rất ủng hộ quan điểm này vì thấy đó là điều vô cùng thực tế trong cuộc sống bây giờ. Mọi người cứ nhìn đi, người đàn ông mà có tiền sẽ rất tự tin, cái gì cũng dám xông pha." Nhận định của Sam lập tức vấp phải sự phản đối của Lê Dương Bảo Lâm. Anh đáp trả một cách gay gắt: "Bạn Sam đang mạ sát đàn ông nghèo đấy à? Nghèo là một cái tội sao? Nhưng mà bạn nhầm rồi. Đàn ông không có tiền cũng vẫn tự tin. Ngày xưa tôi nghèo, phải đi múa lứa kiếm sống, qua ngày cũng rất tự tin. Tôi đâu có đi ăn cắp trộm gì đâu, nghèo đâu phải là cái tội." Dù vậy, Sam vẫn giữ nguyên quan điểm của mình rằng đàn ông có tiền sẽ rất tự tin hơn nhiều, mà đàn ông tự tin sẽ rất quyến rũ phụ nữ. Tiếp đó, Lê Dương Bảo Lâm còn nhận định: "Cứ cho là đàn ông có tiền thì rất tự tin hơn, nhưng tôi chắc chắn họ không chung thủy, vì khi có tiền rất nhiều cô gái vây quanh, khó lòng sao động được. Trong khi đó, người đàn ông nghèo sẽ rất trân trọng người yêu mình hơn người có tiền." Trước quan điểm này của Lê Dương Bảo Lâm, Khả Như phải đối: "Tôi thấy đàn ông có tiền vẫn có khả năng là người chung thủy, điển hình như Trấn Thành, dù có hành động trong sự nghiệp vẫn đổi vợ lên đầu. Tôi rất ngưỡng mộ Trấn Thành, kiếm nhiều tiền nhưng rất trung thủy." Quan điểm này của Khả Như khiến người hâm mộ vô cùng đồng tình. Có thể thấy sự nghiệp của Trấn Thành ngày càng thăng hoa kể từ khi kết hôn với Hari Won, nhưng không vì thế mà anh bỏ bê gia đình mà còn chiều chuộng bà xã nhiều hơn trước. Hari Won kết hôn với Trấn Thành cuối năm 2016 sau 6 tháng yêu nhau. Chuyện tình cảm của cặp sao từ nhận được nhiều ý kiến trái chiều khiến Hari Won bị tổn thương, vì khán giả quay lưng, nữ ca sĩ phải đền nhiều hợp đồng quảng cáo. Tuy nhiên, Trấn Thành nói cô mất bao nhiêu, anh sẽ bù lại. Tấm lòng của nam MC khiến cô cảm kích. Nhận lời cầu hôn từ Trấn Thành, Hari Won khi ấy vẫn chưa sẵn sàng lập gia đình. Đến khi anh ngỏ lời tổ chức đám cưới vì hứa sẽ lo hết, Hari Won gật đầu đồng ý quyết định của ông xã. Trong mắt Hari Won, ông xã là người tử tế, phóng khoáng. Ngày hẹn đầu tiên, anh đã tặng cô một túi hiệu kết hôn. Chung sống 6 năm qua, anh vẫn giữ thói quen mua quà tặng vợ, tạo bất ngờ vào những dịp ngày quan trọng, kỷ niệm ngày cưới, sinh nhật, ngày quốc tế phụ nữ. Thời gian đầu, Hari Won cho biết cô hơi mệt với sự quan tâm quá mức của chồng. Sau này cô thoải mái đón nhận vì nó là điều khiến chồng vui. Cô nói mình may mắn lấy được người chồng tâm lý, biết yêu thương, chiều chuộng vợ. Cặp sao luôn có những cử chỉ ngọt ngào. Họ thường xuyên chụp ảnh, thực hiện video, lưu giữ chặng đường yêu đương. Hari Won cho biết những năm qua, Trấn Thành cô quản lý tiền bạc. Mỗi ngày cô đưa chồng 2 triệu đồng chi tiêu. Nam MC từng tiết lộ nhờ bà xã mà anh bỏ được thói quen tiêu xài hoang phí. Ông xã kiếm ra tiền nhưng Hari Won vẫn thích đi làm để tự chủ kinh tế. Lịch trình dày đặc, lịch trình công việc bận rộn nên sắp xếp được thời gian rảnh, cặp sao lại dắt nhau đi du lịch, khiến khám phá ẩm thực và hâm nóng tình cảm. Họ cùng chung sở thích ăn uống. Một lần Trấn Thành bị khán giả trêu đùa vì quá mập. Hari Won ôm chồng an ủi vì nói cô thích cái bụng mỡ của chồng. Cuối tháng 7, khi thành phố Hồ Chí Minh giãn cách xã hội, Hari Won đăng video quay lén cảnh chồng nhún nhảy. Trấn Thành bị nhiều khán giả chê ngoại hình xuống dốc không phanh vì thấy tóc dài và râu. Thấy chồng bị chê, cô bênh vực và nói thời điểm này thả hai lúa còn hơn ngoài bị Covid-19. Trải qua nhiều sóng gió, cặp đôi ngày càng được nhiều người Mến mộ vì tình yêu chân thành, thực tế, dễ thương dành cho nhau. Nhìn lại quá trình hôn nhân của Hari Won từng bày tỏ: từ vợ chồng có gì rất hay ho, em vui vì có anh làm chồng em.